vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Cực nhiều tiền, tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, sau Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5 âm lịch năm 2024, thần tài ưu ái, tiền bạc bủa vây, đổi đời cực giàu quý bản mệnh tuổi Canh Thân thân mến. Có bao giờ Canh Thân nghĩ tại sao mình lại vất vả, tại sao mình gặp khó khăn, hay tại sao mình đang phải ngược xuôi, lòng đong lận đận? Chắc chắn là có. Chắc chắn từng có lúc Canh Thân than thân, trách vận, hận mệnh oán đời, tiếc thời thế không thông mà vận may không thuận. Chắc chắn từng có lúc Canh Thân thấy bất đắc dĩ hoặc mình bị lôi vào vận hạn một cách vô lý, cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại đôi phần. Nhưng đã bao giờ Canh Thân nghĩ bao nhiêu khó khăn mình gặp có bao nhiêu phần là do mình tạo ra? Đã bao giờ Canh Thân tự vấn bản thân hay nhìn thẳng vào sự thật rằng Canh Thân thua là do Canh Thân chưa đủ giỏi, rằng Canh Thân lỡ thời cơ là do Canh Thân chưa đủ tự tin chăng? Đã bao giờ Canh Thân đối diện với chính mình trong quá khứ, giận mình sao không có một kế hoạch chỉnh chu, tức mình sao không có một sự chi tiết, tính toán trước sau trong từng lựa chọn? Chắc chắn là có, đúng không? Thực tế chúng ta sống trên đời, nhưng vốn là cái gốc rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên. Ta không quyết được thiên thời, địa lợi nhân hòa, cái ta có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhân thức con người mình. Nên lắm lúc Canh Thân cần phải ngồi lại, ngẫm về những gì mình đã trải qua, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự ngẫm và sửa đổi, học hỏi để thêm giỏi. Và ở thời điểm tư duy của Canh Thân thay đổi, trình độ của Canh Thân nâng cao, tư cách của Canh Thân thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc Canh Thân xứng đáng có được cơ hội để chuyển mình, giúp cuộc đời thăng hoa. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Thân, sinh 1980 thân mến, mới đây nhất các bậc thầy tử vi khi xem lá số tử vi cho 12 con giáp có thấy con giáp tuổi Canh Thân sinh 1980. Khi bước sang từ thời điểm giữa tháng 5 âm lịch 2024, vận mệnh của họ sẽ vô cùng may mắn, sự nghiệp thăng hoa nhờ cát tinh và quý nhân phù trợ, công việc diễn biến thuận lợi, tài vận bùng nổ, gặt hái nhiều thành công rực rỡ, giàu có vô địch nhất thiên hạ. Và để biết được vận trình cụ thể sẽ diễn ra như thế nào trong từ thời điểm giữa tháng 5 âm lịch tới đây, thì xin mời quý khán giả cùng kênh Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay. Quý vị khán giả đang xem video. Cực nhiều tiền, tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, sau Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5 âm lịch năm 2024, thần tài ưu ái, tiền bạc bủa vây, đổi đời cực giàu. Trước tiên ta thấy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Canh Thân sinh 1980 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người tuổi Canh Thân sinh 1980, cầm tinh con khỉ, tuổi theo can chi là Canh Thân, xương con khỉ, tướng tinh con chó sói, con nhà Thanh Đế Cô Bần. Họ mang trong mình mệnh mộc, theo nạp âm là thạch lựu mộc, tức gỗ cây lựu đá. Mệnh mộc này tương sinh với mệnh thủy hỏa, xung khắc với mệnh thổ kim, một loại cây có thể mọc trên đá ở vùng núi cao, thể hiện sự kiên cường như thạch lựu mộc, cũng chính là biểu tượng đặc trưng cho người có tính cách vô cùng can trường, dám nghĩ, dám làm. Người mang mệnh này là người quyết đoán, đa phần đều đa tài và giỏi giang, đặc biệt cuộc sống của họ thuận lợi, thành công, cho dù theo bất cứ ngành nghề nào đi chăng nữa. Nguyên nhân bổn mạng nạp âm này nằm trong bình lộc, cách mà trong 10 thiên can chỉ có 4 chi giáp, Canh Thân là người được hưởng nhiều tài lộc, đồng thời họ còn có tài, giỏi thích nghi, không ngừng vươn cao trong mọi hoàn cảnh. Vì đặc điểm của thạch lựu là loại cây sinh trưởng ở vùng đất sỏi đá khô cằn, nên có sức sống mãnh liệt, phi thường để có thể thích nghi tồn tại được. Canh Thân có đầy đủ hai tính chất của can canh cứng rắn, sắc sảo, nhạy bén, độc đoán, thích tự lập, ít chịu khuất phục, gan dạ, ưa mạo hiểm, thông minh, năng động. Người cầm tinh con khỉ cá tính ngoan cường, bất khuất, thiên bẩm lãnh đạo,
và chỉ huy canh thân 1980, nổi tiếng là người nhanh nhẹn, thông minh, nhưng hay hành động vội vàng, nhiều khi chưa tìm hiểu rõ vấn đề đã bắt tay vào làm. Canh thân có tính cách ngoan cường, không bao giờ chịu đầu hàng, thuộc kiểu đa tài và có năng lực lãnh đạo tốt ngay từ khi còn trẻ. Rất nhiều người trong số họ đã sở hữu thành tích học tập khủng và thể hiện được tài năng của mình. Vốn là kiểu người sống thực tế, canh thân dù tham vọng hay thích cuộc sống ổn định, họ đều muốn sớm tích lũy kiến thức, năng lực và cả tiền bạc. Bước vào tuổi trung niên, vị trí của họ trong xã hội đã được xác định. Dù vậy, họ vẫn không ngừng đặt ra những mục tiêu mới, canh thân phấn đấu một cách không biết mệt mỏi. Đó chính là ưu điểm cực lớn của họ. Canh thân tham công tiếc việc đến mức họ quên dành thời gian cho chính mình. Đối với canh thân, sự bận rộn nhiều khi giúp họ chữa lành rất nhiều. Dường như khi lao vào công việc, họ mới tìm thấy chính mình. Canh thân tại hòa không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn mà còn xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác. Tính linh hoạt này cho phép họ sử dụng tài năng của mình một cách toàn diện. Khi giải quyết vấn đề, họ có khả năng học tập mạnh mẽ và có thể nhanh chóng tiếp thu những kỹ năng và kiến thức mới. Họ có khả năng giỏi về ngôn ngữ, tài năng hùng biện xuất sắc, thậm chí nhiều khả năng ăn nói mà họ có thể thao túng tâm lý người khác. Không chỉ thông minh và đa tài, canh thân cũng giỏi tư duy và giải quyết vấn đề. Khi đối mặt với các khái niệm trừu tượng, họ có thể nhanh chóng nắm bắt và áp dụng sự sáng tạo, linh hoạt, là một trong những vũ khí mạnh mẽ giúp canh thân thành công trong công việc, bởi điều này giúp họ trở nên nổi bật ở nơi làm việc và có thể giải quyết các vấn đề trong nhiều môi trường phức tạp khác nhau. Không chỉ vậy, canh thân còn rất dễ thích nghi, nhanh chóng làm quen với môi trường công việc hay mối quan hệ mới, khả năng thích ứng mạnh mẽ nên thường thể hiện tốc độ phản ứng khác. Canh thân có sự nhiệt tình và chân thành trong ứng xử cuộc sống, họ cũng thường giúp đỡ người khác, luôn sống có trách nhiệm và tôn trọng lời hứa. Vì thế, họ thường là người đáng tin cậy trong nhóm, được người khác tin tưởng làm điểm tựa. Canh thân khá tinh tế, biết suy nghĩ theo đáo. Tuy nhiên, họ lại thường không có kế hoạch lâu dài, thích cạnh tranh và hiếu thắng cũng là đặc điểm, tính cách nổi bật của canh thân. Tuổi canh thân thiên can mang chữ canh, có các sao thái dương, vũ khúc, thiên đồng, thái âm, tứ hóa với thái dương và hóa lộc với những người tuổi canh thân. Nếu có người cha tài giỏi, có sự nghiệp lớn thì đó là chỗ dựa vững chắc của tuổi canh thân sau này. Còn nếu tự thân vận động làm việc, họ có tính cách độc lập thì tài lộc cũng sẽ tăng nhanh và có tâm lành, ý thiện thì sự nghiệp ngày càng bền vững. Nhờ có phúc tinh thiên đồng hóa nên làm việc ở môi trường có nhiều người nam sẽ thích hợp hơn người nữ. Canh thân là người năng động, khó ngồi yên một nơi, lúc nào cũng muốn hoạt động cả tay chân lẫn đầu óc. Nếu có điều kiện học hành đến nơi đến chốn dễ trở thành người nổi danh trong các lĩnh vực khoa học, nhân văn, ngôn ngữ học, phát minh, là người thông minh, ứng xử nhanh nhẹn, nắm bắt cơ hội kịp thời, nếu biết khai thác sẽ rất dễ thành công trong sự nghiệp. Đàn ông canh thân có cá tính, ngoan cường, luôn muốn dẫn đầu, không muốn bản thân bị tụt lại phía sau. Còn phụ nữ canh thân luôn muốn thể hiện bản thân mình, muốn được mọi người công nhận và tôn trọng. Thái độ lạc quan của họ giúp việc giao tiếp và tương tác với người khác trở nên dễ dàng hơn, thậm chí trở thành gương mặt quan trọng trong công việc, từ đó mang lại nhiều cơ hội phát triển cá nhân và nhiều cơ hội hơn. Sau đây là đánh giá tổng quan vận trình tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi canh thân, sinh 1980, tháng 5 âm lịch là tháng canh ngọ, bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 2024 dương lịch, kết thúc vào ngày 5 tháng 7 năm 2024 dương lịch, có thiên can là canh kim, địa chi ngọ, hỏa, đặc trưng tháng là thiên khắc, địa sinh như hỏa tàng nguy hành, hướng tốt là hướng chính nam và chính bắc, hướng xấu là hướng đông và trung cung. Ngày tốt là ngày 26 và ngày 28 tháng 6, ngày mùng 2 và ngày mùng 4 tháng 7 dương lịch, ngày xấu là ngày 19 và ngày 20 tháng 6, ngày 13 và ngày 14 tháng 7 dương lịch, căn cứ vào tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, nguyệt lệnh lâm quang đi cùng nguyệt mã cực kỳ có lợi cho vận trình tháng mới của tuổi canh thân. Càng ngày, bạn sẽ càng cảm nhận được sự may mắn tìm tới mình trong công danh, sự nghiệp.
trong ánh mắt của những người xung quanh. Bạn là con người đa tài, có khả năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và thường xuyên có ý tưởng tuyệt vời và giỏi giải quyết những vấn đề mà không ai làm được. Tháng 5 âm lịch là thời điểm canh thân học hỏi, thi cử đỗ đạt và thi thành danh và được nhiều người khen ngợi kinh doanh có lộc bề trên ban xuống, bản mệnh càng ngày càng chứng minh được năng lực của bản thân. Tuy nhiên do tính hấp tấp nên bản mệnh dễ gặp tai nạn gây tổn thương đến tứ chi, nên đi lại hãy cẩn thận một chút. Dù tháng mới có tốt đẹp đến đâu, tuổi canh thân vẫn nên giữ trong mình tâm thế chủ động và khiêm nhường, khó khăn đến không trốn chạy, dũng cảm thể hiện tài năng của bản thân thì mới yên ổn trong cả tháng được. Do thành công đến hơi nhanh nên tuổi canh thân có chút khoe khoang và tự phụ, khiến nhiều kẻ ghen ăn tức ở đem lòng đố kỵ, muốn hãm hại hạ bệ. Con giáp tuổi canh thân cần phải để ý đến điều này. Và ngay sau đây sẽ là phần luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi canh thân sinh 1980 từ thời điểm giữa tháng 5 âm lịch 2024 xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi canh thân sinh 1980 từ thời điểm giữa tháng 5 âm lịch. Theo tử vi từ thời điểm giữa tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi canh thân mở lịch chỉ ra rằng nguyệt lệnh lâm quang giúp người tuổi canh thân gặp nhiều cơ hội may mắn, cần mẫn trong công việc, làm ăn và thi cử cũng vô cùng suôn sẻ, đỗ đạt như ý muốn, cuộc sống công việc ổn định. Chắc chắn do con giáp này có tinh thần cầu tiến, độc lập, tự do, luôn tự chuẩn bị trước những công việc của mình và hiếm khi nhờ cậy vào người khác. Bạn không trông đợi ai, không ghen tị với ai, không chê cười ai, âm thầm nỗ lực từng chút một vì thời gian này cực kỳ quan trọng với bạn. Để tuột mất thì tốn rất nhiều công sức để lấy lại. Đừng chán nản vì những khó khăn nhất thời, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu không tin, hãy nhìn lại bạn đã vượt qua nhiều khó khăn mà không hề hay biết. Ở thời điểm từ giữa tháng 5 âm lịch này, bản mệnh chỉ cần gắng thêm một chút là sẽ gặt hái được quả ngọt. Người làm công nhân viên chức thì đa tài, đa nghệ, việc gì đến tay bạn cũng giải quyết êm xuôi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi canh thân sinh 1980, từ thời điểm giữa tháng 5 âm lịch, tài vận rực sáng là điều mà con giáp này thấy tự hào nhất. Người làm kinh doanh có khả năng nhìn nhận vấn đề khá nhạy bén nên dễ dàng nắm bắt được thời cơ. Trong khi đối thủ đang mơ màng tìm hướng đi mới để cạnh tranh với bạn, trời xanh có mắt, bản mệnh cứ làm ăn có tâm thì ắt sẽ có tâm. Những đồng tiền đổ vào ví bạn trong tháng này không phải do vận may, mà là do công sức của bạn bỏ ra bấy lâu nay và giờ là lúc tiền về để báo đáp cho sự nỗ lực của bạn. Đường sự nghiệp tăng tiến, nên cơ hội để tăng lương, tăng thưởng cũng cao hơn hẳn so với thời gian trước đó. Tuy nhiên mức độ tăng tiến cũng không quá lớn, vẫn cần phải liệu cơm gắp mắm. Cuối tháng có điểm phải chi tiền cho việc chạy chữa bệnh tật hoặc đám đình liên tục, nên bản mệnh phải tiết kiệm và hạn chế ăn chơi, muốn đi du lịch. Ăn chơi xả láng thì nên để đến tháng sau, tháng này chi tiêu hơi tốn kém. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi canh thân sinh 1980, từ thời điểm giữa tháng 5 âm lịch, bản mệnh và người ấy sẽ có những hành động bất ngờ để hâm nóng tình yêu đôi lứa, thể hiện tình cảm của mình với người ấy kịp thời. Nhiều người yêu đương chênh lệch tuổi tác khá nhiều và nghe được những lời không mấy lọt tai từ thiên hạ. Điều bạn nên làm là bơ mà sống vì thiên hạ đồ có nuôi bạn được ngày nào. Hạnh phúc là do bản thân cảm nhận và quyết định. Nếu bạn là một người yêu thương và chăm lo cho hạnh phúc của chính mình, bạn sẽ gặp được người hữu tình và biết cách trao tặng yêu thương trong thời gian tới. Người độc thân không cần phải sốt sắng làm gì cả. Nhưng nhắc nhở các bậc phụ huynh đang làm cha, làm mẹ thì đừng nghiêm khắc quá mức. Đừng tạo nhiều áp lực học tập cho con cái, không so sánh con cái với bạn bè, vì con cái của các bạn đang trong thời điểm nhạy cảm và cần được cha mẹ an ủi nhiều hơn thay vì trách móc. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi canh thân sinh 1980, từ thời điểm giữa tháng 5 âm lịch, chắc chắn nhiều người tuổi canh thân sẽ thường xuyên cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc và hay gặp ác mộng. Đó là do bạn đang bị áp lực và thiếu chất, cần xem lại chế độ ăn ngủ của mình. Đừng thức khuya nữa. Người nào có vấn đề về xương khớp, bị tiền đình hoặc hay hoảng sợ thì không nên lái xe. Trong từ thời điểm giữa tháng 5 âm lịch, rất dễ bị va chạm giao thông, gây thiệt hại về kinh tế,
tổn thương tứ chi. Thực phẩm ăn uống hàng ngày cũng phải cẩn thận hết sức. Bạn nên hạn chế ra hàng quán nhậu nhẹt, tiệc tùng. Cơm nhà vẫn là ngon và an toàn nhất. Nguy cơ tuổi Canh Thân bị ngộ độc thực phẩm trong thời điểm này là rất cao. Bản mệnh nên hãy lưu tâm. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi trong năm ngày 1, từ mùng 5 đến rằm tháng 5 âm lịch 2024 của người tuổi Canh Thân sinh 1980, tử vi từ mùng 5 đến mùng 10 tháng 5 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh 1980 cho thấy, vận trình của tuổi Canh Thân trong năm ngày này như gấm thêm hoa, tưng bừng phấn khởi nhờ hai kết tinh Thiên Đức và Thiên Vượng soi đường dẫn lối, tình cảm lứa đôi dạt dào. Cả hai có nhiều cơ hội để trải nghiệm những cảm xúc thú vị, lãng mạn bên nhau. Đối phương biết quan tâm, chăm sóc tới bạn và gia đình nhiều hơn. Nó như thứ keo gắn kết mọi thành viên trong nhà, tiếng cười luôn rộn rã. Các cặp đôi đang yêu được Thiên Đức đứng ra che chở, giải quyết mọi khúc mắc để tình yêu có thể tiến thêm bước đột phá mới. Rất có thể hai bạn sẽ tiến tới chuyện kết hôn. Vận đào hoa của người độc thân khởi phát mạnh, đi về hướng chính nam để dễ dàng gặp được người thân. Nên nhớ, trong bất cứ tình huống nào, chủ động xông xáo vẫn luôn có lời được. Thiện cát trợ lực cho vận trình công việc cắt lành mọi mặt, có những hạng mục công việc tưởng chừng như bất khả thi. Nhưng khi bạn hạ quyết tâm thì mọi thứ đều thành có thể. Thậm chí kết quả đạt được còn khiến không ít người phải ngả mũ thán phục. Trong thời gian từ ngày thứ 3 đến thứ 5, rất có thể bạn sẽ nhận tin vui về chức vụ, có thể là thăng chức hoặc thay đổi vị trí công việc. Dù thế nào đi nữa, lợi ích nhận được không hề nhỏ. Người kinh doanh buôn bán có một tuần tất bật, có nhiều tin vui tài lộc, nhưng phải cảnh giác cao độ khi hợp tác với người tuổi Ngọ hoặc tuổi Dậu vì rất dễ xảy ra tranh chấp về phương diện tình cảm, gia đạo. Có sao Bách Việt chủ đạo hóa xuất hiện, hứa hẹn nhiều cơ hội tình duyên tốt đẹp cho những người còn độc thân. Gia đạo an yên, vợ chồng con cái hài hòa, không phát sinh mâu thuẫn nào quá gay gắt. Tuy nhiên, gia đình khó tránh những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không nên to tiếng trước mặt con trẻ và người lớn trong nhà, kẻo ảnh hưởng tới tinh thần cả gia đình. Tử vi từ mùng 10 đến 20 tháng 5 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh 1980 xem bói tử vi những ngày này của tuổi Canh Thân cho thấy, nhờ các tinh thiện đức hỗ trợ, công việc trong những ngày này của người tuổi Canh Thân thuận lợi, khả năng phán đoán nhanh nhạy, năng lực giao tiếp ngày càng khôn khéo là chìa khóa giúp bạn gặt hái được nhiều thành công, không khó để bạn nắm bắt thời cơ, tạo bước đà phát triển, không chỉ giúp bản thân kiếm được khoản tiền thưởng lớn, mà còn đưa cả tập thể công ty cùng đi lên, ai nấy đều phấn khởi và ngả mũ thán phục bạn, tài lộc dồi dào. Người làm kinh doanh buôn bán có cơ hội phát tài phát lộc, khi vận quý nhân đang đất vượng, khách hàng cũng ổn định, nguồn khách hàng mới ngày càng được bạn khai thác tối ưu, thu về không ít lợi nhuận. Nhờ thiên phúc quý nhân giúp đỡ, dự định lớn như sửa sang nhà cửa, cho con cái đi học trường tốt, mua bảo hiểm cho cha mẹ, đều được tiến hành thuận lợi. Trong những ngày này, tình cảm lứa đôi thăng hoa. Nếu đã chắc chắn được tình cảm của mình, bạn có thể tổ chức buổi ra mắt gia đình hai bên. Các tinh thiên đức chở che nên mọi sự suôn sẻ có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Người độc thân có vận đào sinh động, đi tới đâu cũng có người thầm yêu trộm nhớ. Chú ý ấn tượng bề ngoài luôn có tác dụng tốt trong những lần gặp gỡ, tiếp xúc với người khác giới. Vì thế hãy chăm chút vẻ ngoài của mình tốt hơn, sức khỏe của bản mệnh trong những ngày này bình ổn. Nhưng lưu ý hệ bài tiết có thể xuất hiện tình trạng đi tiểu rắt hay buốc, nguyên nhân là do nóng trong, nên chú ý tới chế độ dinh dưỡng nhiều hơn. Quý khán giả thân mến, khi chọn người đồng hành trong sự nghiệp, ngoài tài năng, tính cách, thì tuổi của họ cũng là yếu tố quan trọng không kém. Bởi giống như chọn tuổi kết hôn, chọn tuổi để làm ăn cũng có ảnh hưởng nhất định đến sự thuận lợi, hanh thông, tránh được xui rủi khó khăn. Vậy tuổi Canh Thân hợp làm ăn với tuổi nào nhất? Theo giới tử vi nhận định, tuổi Canh Thân 1980, năm mệnh nên hợp tác với người tuổi Nhâm Tuất 1982, Mậu Thìn 1988, Kỷ Dậu 1969. Nữ mệnh tuổi Canh Thân nên hợp tác với người tuổi Nhâm Tuất 1982, Ất Sửu 1985, Mậu Thìn 1988 sẽ đạt được kết quả tốt đẹp trong việc hợp tác làm ăn.
theo tử vi 12 con giáp có chỉ rõ, một trong những đối tượng lý tưởng nhất mà người tuổi Canh Thân nên kết giao chính là những tuổi sau đây. Tuổi Canh Thân hợp làm ăn với tuổi Tỵ. Tuy hai tuổi này không thể trở thành những người bạn thực sự của nhau, không có được tình bạn mà cả đôi bên đều mong muốn, nhưng hai người này sẽ trở thành đối tượng hợp tác rất phù hợp. Nếu cả hai có thể có cùng một mục tiêu, họ sẽ cùng nhau nỗ lực để đạt được nó đến tận khi thành công mới thôi. Tuổi Canh Thân hợp làm ăn với tuổi Thìn. Hai tuổi này có quan hệ lợi ích với nhau, hai bên cùng lợi dụng nhau nhưng không đến mức cực đoan. Nhưng tốt nhất cả hai vẫn nên đối xử thật lòng với nhau. Tuổi Canh Thân hợp làm ăn với tuổi Tý. Khi hai tuổi này xây dựng quan hệ, người tuổi Canh Thân thượng ở thế chủ động, còn người tuổi Tý ở thế bị động. Người tuổi Tý thường chịu thiệt thòi, nhưng nếu hai bên trở thành vợ chồng, họ sẽ là một đôi vợ chồng xứng đôi, một kẻ yếu, một kẻ mạnh. Và ngay sau đây, kênh Tử Vi xin được chia sẻ đến quý bản mệnh những lời khuyên của các nhà tử vi dành cho con giáp tuổi Canh Thân sinh 1980. Quý bản mệnh cần chú ý điều này. Thứ nhất là tiền bạc dồi dào, nhưng đề phòng họa phá tài. Vận trình tài lộc của người Canh Thân đang gặp phải những điều bất ổn, có khi thăng nhưng nhiều khi trầm, sa sút nghiêm trọng. Tốt nhất khi vận khí còn đang tốt, mọi sự đang hanh thông thì phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ, nắm bắt thời cơ bất cứ khi nào có thể. Khi tiền về túi mình thì mới an toàn, đừng để cơ hội kiếm tiền vụt mất khỏi tay. Bởi tới khi vận trình sa sút, tiền bạc tổn hao, muốn kiếm tiền cũng khó, họa đến như núi lở, lúc biết ra thì đã muộn màng, muốn trở tay cũng không kịp. Tài lộc vẫn tới, tiền bạc khá dồi dào, nhưng vì nhiều chuyện cần chi tiêu nên khó lòng tích tụ. Bản mệnh nên luôn nhắc nhở mình về các phương án tiết kiệm tiền bạc để phòng khi khốn khó còn có cái để chi tiêu. Thứ hai, tiểu nhân nhòm ngó, có thể thời điểm này người tuổi Canh Thân sẽ rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân. Họ sẽ tìm mọi cách để cản trở xúc tiến của bạn, khiến bạn không dễ dàng đạt được mục tiêu. Điều duy nhất bạn có thể làm lúc này là hãy hành xử thận trọng, phải tự ý thức về những việc mình đang làm, nhìn rõ phương hướng, đừng để mình lầm đựng lạc lối. Thứ ba là sức khỏe giảm sút. Xem vận hạn 12 con giáp, sức khỏe của người tuổi Canh Thân có dấu hiệu giảm sút trong thời điểm này, đặc biệt là vấn đề tiêu hóa, một vài triệu chứng khó chịu như ăn uống khó tiêu, kém ngon, đau bụng. Nhắc nhở bản mệnh nên chú ý thành phần dinh dưỡng nạp vào cơ thể, trạng thái tinh thần của bạn cũng dễ trở nên nóng nảy hơn. Chỉ một chút kích thích khách quan cũng có thể khiến bạn bùng nổ và gây hấn với người khác. Hãy tìm cách cân bằng cuộc sống của mình và dành nhiều thời gian để thư giãn hơn. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung cực nhiều tiền, tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, sau Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5 âm lịch, năm 2024, thần tài, ưu ái, tiền bạc bủa vây, đổi đời cực giàu. Từ đội ngũ biên tập chương trình trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.